Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 11 tháng 11. Hôm nay là ngày gì? Ngày 11 tháng 11 là ngày lễ độc thân. Ngày sinh của ai? Ngày 11 tháng 11 năm 1867 là ngày sinh của Phan Thanh Giản. Ông là một vị quan đại thần nhà Nguyễn. Đền thờ Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nhân dân ở vùng núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vẫn coi ông là một vị thần thành hoàng. Ngoài ra, ông còn được thờ tại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long. Vào ngày này năm 1962 là ngày sinh của Demi Moore, một nữ diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất, đạo diễn và người mẫu người Hoa Kỳ. Demi Moore nổi danh khi tham gia các phim Ghost, Innocent and Proposal, The Closer. Cầu thủ bóng đá người Đức Philipp Lahm, anh sinh ngày 11 tháng 11 năm 1983. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu World Cup các năm 2006 và năm 2010. Sau khi cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup năm 2014, anh tuyên bố từ giã sự nghiệp. Ngày mất của ai? Ngày 11 tháng 11 năm 1940 là ngày mất của nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử. Ông là nhà thơ khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Hàn Mặc Tử cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn Thành Tứ Hữu, nghĩa là bốn người bạn ở thành Đồ Bàn. Sự kiện: tiểu bang Washington được công nhận là tiểu bang thứ 42 của Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 năm 1889. Cũng vào ngày này năm 1930, bằng sáng chế về phát minh ra tủ lạnh được trao cho Albert Einstein và Louis Dillard. Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán vào ngày 11 tháng 11 năm 1945. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.